Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ nhắc đến một vấn đề vô cùng quan trọng trong kinh doanh cũng như điều hành doanh nghiệp, đó là vị trí của người quản lý. Trong các tổ chức doanh nghiệp ngày nay thì chức vị người quản lý đóng một vai trò vô cùng chủ chốt và không thể thiếu. Người quản lý hay manager là người đứng đầu một nhóm, một bộ phận hoặc một tổ chức, có nhiệm vụ chính là lập kế hoạch, tổ chức điều hành và kiểm soát các hoạt động để đạt được mục tiêu của tổ chức hoặc nhóm đó. Chính vì vai trò quan trọng như vậy nên vị trí này đòi hỏi một người có đầy đủ những đức tính và khả năng phù hợp để đảm nhận. Theo tờ Economist, vai trò của người quản lý trong doanh nghiệp là một vai trò tương đối mới, chỉ xuất hiện trong và sau cuộc cách mạng công nghiệp, khi các công ty lớn và cơ quan nhà nước bắt đầu hình thành. Vai trò quản lý thiên về tính nghệ thuật hơn cả khoa học. Chính vì điều này mà hàng ngàn tác giả đã cố gắng nghiên cứu và xác định những kỹ năng mà một người quản lý cần phải có. Và có rất nhiều tác phẩm và sách đã nói về vai trò quản lý, ví dụ như các bài viết của nhà sử học hải quân người Anh Northcote Parkinson với nhận định nổi tiếng rằng công việc được tăng thêm là để lấp đầy khoảng thời gian sẵn có. Hay nguyên tắc Peter của Lawrence Peter, một bậc thầy về quản lý trong những năm 1960. Nguyên tắc này cho rằng những người quản lý sẽ được thăng chức liên tục, nhưng khi chạm đến ngưỡng công việc mà họ không còn đủ khả năng hoặc đủ thực lực để thực hiện thì quá trình thăng tiến này sẽ ngừng lại. Vào thời kỳ đầu, công việc quản lý của một giám đốc điều hành sẽ tương tự như các sĩ quan quân đội, đó là chỉ huy và kiểm soát. Nhưng ngày nay, giám đốc điều hành lại có vai trò như một huấn luyện viên, chỉ dẫn và mang lại những điều tốt nhất cho đội ngũ của mình. Cách tiếp cận này phù hợp với thời đại ngày nay khi các công ty đang phụ thuộc nhiều hơn vào sự sáng tạo và tinh thần của người lao động. Và trong chương trình Kinh tế Thế giới ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn 5 quyển sách sẽ giúp nâng cao trình độ của một người quản lý trong thế kỷ 21. Quý vị và các bạn, từ trước đến nay, người theo học nghiên cứu quản lý nhiều hơn bao giờ hết. Số lượng các trường kinh doanh trên toàn thế giới cũng đang tiếp tục tăng. Các nghiên cứu về quản trị được xuất bản trên các tạp chí với số lượng nhiều hơn so với 20 năm trước đây. Học giả Dennis Touris đã nhìn vào mặt trái của những nghiên cứu này và ông phơi bày sự khủng hoảng trong lĩnh vực này và khẳng định cần phải có các giải pháp để cải cách một cách triệt để. Trong quyển sách Khủng hoảng trong nghiên cứu quản lý, những bài nghiên cứu gian lận, lừa dối và vô nghĩa, có tên tiếng Anh là Management Studies in Crisis Fraud, Deception and Meaningless Research, ông Touris đã nêu lên những khuyết điểm hiện nay của những công trình nghiên cứu về quản lý, cho rằng những nghiên cứu này không đề cập đến vấn đề thực tế mà các nhà quản lý và nhân viên đang phải đối mặt. Ông Touris đã đề xuất những thay đổi cơ bản để khắc phục những vấn đề này, kêu gọi thực hiện các nghiên cứu về quản lý sao cho thú vị và có giá trị hơn cho xã hội. Đây là một quyển sách vô cùng cần thiết đối với các học giả, các nhà quản lý cũng như những nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực giáo dục. Và đứng thứ hai trong danh sách là quyển Làm thế nào để loại bỏ bộ máy quan liêu, lời bào chữa và những điều nhảm nhí trong công ty. The Ministry of Common Sense, How to Eliminate Bureaucratic Red Tape, Bad Excuses and Corporate Bullshit. Trong quyển sách này, tác giả Martin Lindstrom khẳng định rằng bộ máy quản lý và các quy trình phức tạp trong công ty thường là thứ hay mang lại rắc rối. Theo ông Lindstrom, rắc rối này đến từ những quy định như hạn chế gây ảnh hưởng ngân sách của công ty trong các buổi team building, các quy tắc văn phòng như cấm nhân viên để vật dụng cá nhân trên bàn làm việc, hay hàng loạt các cuộc họp lãng phí thời gian của nhân viên. Ông Lindstrom đã đề xuất những biện pháp để hạn chế việc lãng phí thời gian, ví dụ như tập trung lắng nghe ý kiến của nhân viên cấp dưới và giới hạn các cuộc họp trong vòng nửa giờ đồng hồ. Quý vị và các bạn có bao giờ tự hỏi rằng liệu chúng ta có thể thành công ngay cả khi không phải là một người nghiêm khắc trong công việc hay không? Chúng ta thường nghĩ rằng nếu không trở nên nghiêm khắc thì mọi chuyện sẽ không thành công. Tương tự như câu nói nổi tiếng của người Mỹ, đó là người tốt thường về bét. Thế nên đừng làm người tốt. Nhưng liệu rằng điều này có nghĩa là ta phải hành động như một kẻ bắt nạt và ép buộc người khác hoàn thành mọi việc hay không? Trong quyển sách Nghệ thuật của sự lương thiện, sức mạnh của sự tử tế trong một thế giới khắc nghiệt,
The Art of Fairness, The Power of Decency in a World Turned Me. Tác giả David Bordenis đã chỉ ra một con đường khác hoàn toàn, trái ngược, đó là con đường tử tế. Ông Bordenis đã nêu ra ví dụ rằng, chính nhờ vào sự lương thiện và tử tế của người quản lý, các công nhân phụ trách xây dựng tòa nhà Empire State đã hoàn tất công việc xây dựng của mình chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Trong việc huấn luyện binh lính, phi công hay việc điều hành đất nước của các tổng thống, thì sự tử tế vẫn luôn mang lại hiệu quả cao. Ông Bordenis đã nêu ra nhận định rằng, con đường dẫn đến sự vĩ đại không đòi hỏi việc phải phô trương sức mạnh hay trở thành người độc tài. Đơn giản là sự lương thiện và tử tế sẽ khiến cho mọi việc trở nên suôn sẻ hơn. Có cùng quan điểm với ông Bordenis, trong quyển sách Một tổ chức không có sự sợ hãi, tạo ra sự an toàn tâm lý tại nơi làm việc để học tập, đổi mới và phát triển. The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation and Growth. Giáo sư tại trường kinh doanh Harvard là bà Amy Edmondson đã viết về những hậu quả tai hại có thể xảy ra khi công ty không mang lại được một cảm giác an toàn cho nhân viên. Trong quyển sách này thì bà đã đề cập đến những ví dụ như tàu con thoi của Colombia và vụ tai nạn hàng không ở ngoài khơi quần đảo Canary. Trong cả hai trường hợp này, nhân viên cấp dưới đều cảm thấy rằng mình không thể đưa ra ý kiến trước những quyết định sai lầm của cấp trên. Vấn đề tương tự cũng xảy ra ở tập đoàn Volkswagen. Các kỹ sư đều không dám nói với các sếp của mình về lượng khí thải có trong chiếc xe mà công ty đang sản xuất, dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực đã xảy ra. Bà Edmondson viết rằng, các công ty cần tạo được một văn hóa mang lại cảm giác an toàn về tâm lý cho nhân viên, để nhân viên có thể tự tin góp ý với cấp trên. Các nhà quản lý cũng nên xem xét các đề xuất của nhân viên một cách nghiêm túc thay vì chỉ trích hay đe dọa. Quyển sách tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đó là quyển Mở rộng quy mô nhân lực, chiến thuật quản lý và xây dựng công ty, Scaling People Tactics for Management and Company Building của Claire Hughes Johnson. Bà Hughes Johnson là giám đốc điều hành của Stripe, một công ty thanh toán kỹ thuật số từ năm 2014 đến năm 2021. Trong khoảng thời gian 7 năm bà làm giám đốc điều hành thì số lượng nhân viên đã tăng từ chưa tới 200 người lên 7.000 người. Bà đã truyền đạt những gì mình đã học được thông qua việc quản lý số nhân viên này. Trong quyển sách của mình, bà khuyên độc giả nên tạo ra được một hệ điều hành, đó là thiết lập các tài liệu tiêu chuẩn và quy trình khuôn khổ để đưa ra quyết định và cải thiện hiệu suất làm việc. Bà cũng chỉ ra nhiều cách để điều hành các cuộc họp, tiến hành đánh giá hiệu suất và đảm bảo rằng không được để cho các nhân viên xuất sắc bị kiệt sức. Bà đã nêu ra một nguyên tắc rằng, những gì càng mơ hồ thì đều cần phải được vạch ra rõ ràng. Các nhà quản lý đều cần phải làm rõ một số vấn đề khiến cho nhân viên vẫn còn mơ hồ. Cuối cùng là quyển Không nhất thiết phải điên cuồng trong công việc, It doesn't have to be crazy at work. Trong quyển sách này thì hai giám đốc điều hành công nghệ người Mỹ là Jason Fried và David Hennemeyer đã kêu gọi cấp trên nên ngừng tạo ra những trở ngại gây ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của nhân viên. Những trở ngại được đề cập đó là tổ chức các cuộc họp dài bất tận hay giao những deadlines khó có thể đáp ứng kịp trong thời gian ngắn. Môi trường văn phòng không nên bị biến thành một trại tù. Các tác giả cũng khuyên các công ty nên dẹp bỏ những khẩu hiệu hoành tráng như kiểu chúng ta sẽ thay đổi thế giới hay tạo nên đột phá trong ngành công nghiệp. Phục vụ tốt khách hàng là mục tiêu thực tế hơn và hoàn toàn có thể đạt được. Và vừa rồi là 5 quyển sách về nghệ thuật quản lý trong doanh nghiệp mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong chương trình sau.